Hello, xin chào tất cả bà con em. Nay em test con Takisawa 550 nha. Con này hoàn thiện rồi, chỉ có gắn cầu dao thôi nha. Nay test luôn cho anh em, tại có mấy khách hỏi thì có gì em test luôn nha. Trước khi test thì cũng như thường lệ là thông số nha. Dài 1,5m chấm tâm 550, lỗ 35, cô băng 306, qua dao 201, mâm cập 165 3 châu lực nha. Điện 1 pha 220V, ngăn băng 208. Con này lên điện một pha sẵn nha, anh em làm gia đình là rất ok nha. Một pha motor, đổi motor luôn nha, chứ không phải đấu tù gì nha. Con này có tay sắt dao, sắt dao thì ốc lục giác thôi, còn tay sắt chấu với đầu trọng tâm với ba cái nhông đi theo. Con này chỉ có thiếu một trái 70 nữa là đủ các bước hệ mét nha, là tiền các bước hệ mét nha, còn thiếu trái 70 nữa. Trên này 3 trái 30, 60, 75, còn thiếu trái 70 nữa là đủ các bước hệ mét. Rồi, này đang cắm trực tiếp ngoài nha, để test cho anh em nha. Này thắng cơ thôi. Có 6 tốc độ, 1.800, xé gió luôn. Đang 3 tốc nhanh, 506, rất êm ái. Qua chậm, nhông còn nguyên viên nha, 83, 207, 207 đi một tốc 155, 155. Rồi, các tốc hoạt động êm ái hết nha. Cho lô răng với tự động. Răng tự động. Này tự động bằng trên bằng dưới. Đang chạy ngược nha. Tắt máy. Đảo trên trên nè. Này đây tạm cấm thôi nha, vì anh em mà xài thì bắt da lớn lên nha. Rồi, đoạn bằng dưới. Bằng trên. Răng là cái này phải nằm giữa nha. Rồi, ok. Con này băng còn rất là đẹp nha. Không sai, rất ok. Còn ok, băng còn rất là đẹp luôn nha. Băng tuyệt đối là còn rất đẹp, cái này cũng đẹp nha. Rồi, tắt máy. Này em sẽ gắn cầu dao đảo chiều nha. Tại một pha, cái cầu dao này không có sử dụng được nha. Cái này là của Scorin nha. Mình dành cho 3 pha. Rồi anh em cần máy nhỏ thì có gì nhỏ đẹp. Con này 1980 nè. Nhỏ gọn. Rồi. Con này thì 30 triệu chốt luôn nha. Con Dawa 3H. Con này thì hoạt động cũng em là tầm 800 luôn nha, đời cao. Bên này có con Dawa 5H luôn nè, nhưng mà con này thì rẻ hơn nha. Đang làm cái cặp răng nha. Hoạt động ok hết rồi nha, đang làm cái cặp răng. Con này một pha luôn nè. Ikigai một pha. Con máy Nhật nè, trong tâm cũng 550 là con này giá rẻ nè. Con này chỉ có 20 triệu thôi nè. Còn có Canmaro nè. Con này lỗ lớn. Một cặp 3 châu lực.
máy rẻ còn một số máy nha. Nhưng con này cũng rẻ này, bao rẻ luôn, 16 triệu chốt luôn. Con Hàn Quốc đã dùng 1 mét, còn đây em ấy đang sửa chữa đồ nhà luôn nè. Con này 40 nha, con máy nhỏ nè, lên con cặp cháu trái phải rồi đó, điện một pha luôn, làm xe máy rồi rất ok, 16 triệu. Con này thì đang giòn nha, con trong này cũng trái phải đủ rồi, con này ren không thấp, con này 22 triệu luôn, chốt luôn đó. Anh em có nhu cầu máy thì có gì ở luôn, còn phay thì em về mới hai con nha. Anh em chưa xem thì quay lại clip trước cho xem nha, một con Nhật với con Đài Loan có thức quang, giá 28-30. Rồi, em xin thúc cái giá, xin chào tạm biệt anh.